Ai mà cầu hôn mà kiểu như vậy luôn. Trắng rồi đó xuống. Mắm Mắm ngon quá. ngon lắm nè. Mắm ngon quá nhờ. Chào mừng ông bà cô chú anh chị đã đến với kênh của Như La Cà nha. Hôm nay là đích thân em sẽ nấu món miếng măng vịt để mời lại Như La Cà, vợ của em. Tại vì sống ở đời mà có qua phải có lại. Như nấu cho em ăn khoảng 9 bữa thì tối thiểu em cũng phải đáp lại một bữa nha cả nhà. Nhưng mà phải nấu ngon nha. Ok em. Rồi, đầu tiên em sẽ giới thiệu cho cả nhà nguyên liệu của món miếng măng vịt nha. Đây, một chú vịt đã mổ xẻ. Em làm rất là sạch sẽ rồi. Vịt tươi, to con, mề, tim. Kế bên á, là huyết. Em đã luộc sẵn rồi và em đang ngâm lại trong nước sạch nha cả nhà. Và tất nhiên là cái món không thể nào thiếu của miếng măng vịt đó chính là miếng dông. Đây. Nguyên liệu kế tiếp là măng khô ở Đồng Nai. Món măng này rất là lạ, nó không giống như măng khô ở đây, kiểu như cái cọng nó rất là mỏng mà thon cả nhà. Nó có hơi trắng trắng nữa, không phải là mốc đâu. Của một người bạn đó là Tú Măng Gồ đã gửi lên cho em. Cảm ơn Tú Măng Gồ nha. Và đây combo rau. Em đã đi mua sẵn gồm có bắp cải nồi, giá, gừng, ớt, chanh, rau răm, bắp chuối bào và rau muống bào. Rồi giờ mời cả nhà vào bếp cùng em nha. Rồi đầu tiên em sẽ đập gừng nha cả nhà, tại vì dịch là phải không thể là thiếu gừng. Rồi em cho vô nước nha. Đây, sau đây em sẽ cho dịch vào nha cả nhà. Cẩn thận kẻo nóng. Dịch này to quá anh, vừa ở nồi không? Dịch này to vừa đó cả nhà, tại nói chung lát mình luộc nó cũng sẽ thu lại một xíu nữa. Rồi mới đầu á, em luộc á, theo cách của em thì em sẽ cho một miếng muối, miếng bột ngọt vô nha cả nhà. Cái này chưa phải là nêm đâu, nhưng mà mình cho một ít vào để cho nó con vịt nó luộc nó ngon lên đã. Đó, một muỗng muối, một muỗng ngọt. Rồi bây giờ em sẽ cắt miếng ra để ngâm nha cả nhà. Em sẽ canh vừa đủ. Đây. Một bó. Cái này ngâm chút nó nở Nó rồi nở nha. nhiều lắm đó nha. Mình nghĩ nhà mình nên 2 bó đi ha. Chắc em nghĩ 3 bó. Ok. Nhà mình ăn Chuộng cũng được. chuộng miếng rồi, em sẽ ngâm 3 bó nha cả nhà để em thêm nước vô luôn. Rồi em sẽ thêm nước vào. Rồi trong thời gian luộc vịt thì em sẽ giả làm nước mắm gừng nha cả nhà. Em có cho 1-2 tép tỏi để cho nó thơm. À, hồi nãy em tính là để ớt riêng nhưng mà giờ em nghĩ là gừng nó cũng cay cho nên Henry nó sẽ không ăn được ở cả nhà. Cho nên em sẽ làm cho Henry một chén mắm riêng nha. Còn này là mắm của người lớn. Rồi sau khi dịch chín em đã vớt dịch ra rồi cả nhà, giờ em cho măng vô nha. Măng vô hầm lâu cho nó mềm. Màu măng đẹp lắm cả nhà. Đây, đây. Nồi măng của em đã sôi bùng bục rồi. Bây giờ em sẽ cho phần cuối vô nha cả nhà, đó là huyết. Đây. Cho cẩn thận nha, để nó dăng nó không. Ok. Đó. Rồi sau đó em sẽ cho thêm cái này nữa nha cả nhà. Lòng á cho sao để nó không có Đúng bị rồi, em cho teo á. sao để cho không bị teo với không bị dai. Đây là cái mề. Đó. Và tim. Cái gan em bỏ. Rồi. Rồi bây giờ tới lượt em sẽ nêm nha cả nhà. Đây em sẽ cho 2 muỗng muối nha, tại cái nồi nước này của em hơi to. Đó, 2 muỗng muối. 1 muỗng rưỡi bột ngọt nha cả nhà. Đó. Rồi, em á thì bữa nay là em sẽ nêm theo cái chiêu của em, đó là em cho đường phèn. Nó sẽ nước sẽ thanh hơn đó, 1 muỗng đường phèn. 2 muỗng nha cả nhà. Rồi. Sau đó em sẽ cho 1 miếng nước mắm. Tầm khoảng 2 muỗng luôn.
một muỗng nè, rồi hai muỗng nè, lát có gì mà chưa được thì em sẽ nêm lại sau. Em sẽ cho vào một miếng tiêu. Đó. Rồi. Em sẽ cho thêm một muỗng cà no nè. Hai muỗng. Ba muỗng cà no nha cả nhà. Rồi đầu tiên em sẽ làm em sẽ chế nước mắm như đã pha nước mắm gừng nha cả nhà. Đây em cho một ít nước mắm vào. Đó, tại vì em làm nhiều xíu để lát mình trộn gỏi nữa cả nhà. Rồi, sau đó em sẽ cho một ít nước ấm vào. Rồi, bây giờ em sẽ nêm nha. Một muỗng bột ngọt. Hai muỗng bột ngọt. Rồi, tiếp theo là đường. Một muỗng bự đường. Hai muỗng bự đường. 3 muỗng, 4 muỗng nha cả nhà. Sau đó em sẽ nặn chanh vào. Đây em sẽ nặn chanh ra ra chén để cho nó khỏi bị hột. Đây là hỗn hợp nước cốt chanh em đã nặn, bây giờ em sẽ cho vào nha cả nhà. Đó. Rồi cuối cùng em sẽ cho hỗn hợp gừng và ớt vào. Sau đó em sẽ nêm lại. Khuấy đều lên. Cho thêm một ít ớt xay tươi vào nha cả nhà. Rồi bây giờ tới phần trộn gỏi của em nha cả nhà. Đây, đeo bao tay vào, em sẽ bóc một ít bắp cải trước. Đó. Bắp cải sẽ vừa đủ. Rồi, sau đó em sẽ cho rau muống bào vô nha cả nhà. Đây rau muống bào. Đó. Rồi, sau đó em sẽ cho bắp chuối nha cả nhà. Đây. Rồi kế tiếp. Rồi, sau đó em sẽ cho cái nước mắm em mới làm vô nha cả nhà. Em cho 9 muỗng nha, rồi từ từ em sẽ nêm thêm. Trộn lên. Wow, nhìn ngon quá cả nhà ơi. Này nói chung là làm để tri ân Như La Cà nha cả nhà. Cảm ơn vợ em thời gian qua đã nấu ăn cho em và con. Ít lau răm vô nha cả nhà. Lau răm vô nữa là bát cháy luôn. Rồi sau đó em sẽ cho hành phi. Đó. Không thể thiếu của nó hành phi nữa nha. Wow. Và em sẽ cho thêm một ít đậu phộng cháy tỏi ớt. Đó. Nhìn hấp dẫn chưa? Rồi em sẽ trộn lên nha. Và cô chú anh chị và các bạn nha, Tao có mở cái chơi miếng măng vịt hôm nay là đầu bếp Mr. Phương đã nấu cho hai mẹ con mình ăn. Con biết hôm nay ai nấu cho mình ăn không? Dạ, con bây giờ con chưa có cái chỗ đặc biệt nào hết. Nè Con mẹ đang cho nè, buồn. nè cái đũa đâu. Hả? Trở lại. Rồi giờ con xin chào ông bà cô chú đi con. Chào ông bà cô chú anh chị đi con. Rồi con nhìn vô con xin con cười lên con xin chào ông bà cô chú anh chị. Chào nè, chào nè. Xin chào ông bà cô chú anh chị. Dạ. Xin chào ông bà Dạ, cô chú. dạ con xin chào.
Thanh trọng và kính chúc anh chị. Rồi con sao? Con xin chúc mẹ. Không, con xin mời. Nhìn vô mới quay nè con. Nhìn vô kìa, nhìn vô. Con xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn cùng con. Ăn cùng con. Con nói đi, con tự nói đi. Con nói đầy đủ xem nào. Cùng con. Ai ăn cùng con? Con mời ai? Mẹ Như La Cà Lê của Lê Dương Quy Minh. Đúng rồi. Anh Phương. Anh Phương. Rồi bây giờ thì em xin mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với gia đình em nha. Em mời cả nhà dùng bữa nha. À, đây 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 nè Như nè. Anh em cho anh chén nước mắm nè. Đây, lấy cái giá múc. Thôi, em múc cái muỗng được rồi. Đây em múc. À, bây giờ thì anh múc hả? Anh Phương. Anh Phương, anh. À, bây giờ Henry ơi. Dạ. Con muốn ăn cái gì nè? Con muốn ăn đùi gà. Đùi gà không? Nay mẹ kiếm cho con cái đùi nha. Cái này là đùi vịt. Cái này là con vịt chứ không phải con gà. Mẹ kiếm cho con cái mà đùi. Mà có cái ớt nè. Ủa? Con cũng còn cái. Mời cả nhà dùng bữa nha. Nè mẹ cho nè. Giờ con cảm ơn mẹ nha. Dạ. Cái tô đã quá. Cảm ơn mẹ đi, mẹ cho con. Cảm ơn mẹ. Anh cho em xin miếng khăn giấy nha. À quên nữa. Hôm nay Henry không có chịu ngồi ngoài nữa bà cô chú. Henry đòi ngồi kế ba. Ngồi kế ba để xem bữa nay thể hiện như thế nào nha. Rồi bỏ đũa xuống. Bây giờ ăn giỏi là lát mình đi chơi đó. Ba bữa nay là ba sẽ chở con đi chơi đó. Bỏ đũa xuống nhanh. Bỏ đũa xuống đi con. Rồi cầm cái đùi lên. Anh ơi. Ừ ngon. Cho anh nè. Rồi anh cảm ơn nha. Rồi ba với con với mẹ cùng nhau cụng đi. Mẹ sẽ kiếm đây, 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 đây. Không, cái này để cho bà ngoại đi. Rồi ok. Còn một cái cụ cánh nữa. Đây nè. Ê, cô chân, cô chân, cô chân, cô chân, cô chân, từ từ. Rồi, cô chân nhỏ. Rồi. Con để này đó. Rồi. Rồi, 1, 2, 3. Vô. Yeah, rồi. Rồi, Handy, quất đi con. Em xin mời bà cô chú anh chị nha. Ăn chứ không nhịn. Trắng rồi đó xuống. Ừ. Mắm ngon quá. Mắm ngon lắm nè. Mắm ngon quá nhờ. Như bữa nay em thành công rồi. Quá đã luôn. Ừ, hình như ăn ngon không con? Ngon ha. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá rồi. Thêm nước mắm vô. Cái này phải chấm ngập nước mắm mới đã. Quá. Vịt này nó ít mỡ rồi. Quá trời thịt luôn á. Thịt không à. Để bà lấy thằng giấy cho thằng Duy nha. Này của Henry đây. Đây mẹ. Này của ba. Mẹ xé cái da cho con cho nó. Nó thịt dễ à. Con để làm miếng nha, cho miếng gừng nhớt cho nữa. Đó, nó đã. Anh ăn da không? Ăn hết á. Nè cho anh nè. Của Henry. Cho anh quẹt miếng mắm luôn cả nhà. Trời ơi đã. Nè con. Ăn thoải mái đi, ăn xong rồi mình đi tắm. Già béo đã ha. Thành quá sáng giờ của em rồi nha. Ngon quá. Không ổn rồi. Không ổn rồi. Đưa gà bự quá. Đưa gà bự thì mình từ từ mình ăn nha. Rồi đây gấp miếng gỏi nè. Như đâu, như đâu. Nó miệng, nó miệng. Nhỏ thôi, bự quá. Phải không? Rồi, nó miệng. Mẹ ăn đồ hơn của mẹ đi. Ừ. Mẹ ăn đồ hơn của mẹ chứ mẹ. Ok. Mẹ ăn đồ hơn đi. Mẹ ăn đồ hơn của mẹ. Tối ngon luôn. Anh bóp nó hơi quá, nó hơi mềm á. Cái mà tôi mình là tới ngon đúng không? Vị ngon. Đấy, muốn tôi mình. Đàn ông á cả nhà. Cái tay hơi mạnh tay á. Em bóp hơi bạo lực chút cho nên nó hơi nhừ. Nhưng mà cái gốc cải thì nó vừa ăn nha. Tại vì rau muống á, với lại bông cho chuối á. Là do là mình
mình sao ta, mình bóp á nó mềm á, nên mình trộn trộn là nó bị xèo xuống rồi. Làm miếng bíp mới được đó. Bây giờ thì anh cho em miếng khăn giấy nè, đảo quá, ăn thử miếng miếng để nó nở. Mà thường khi á nha, em ăn bún hay là miếng măng vịt gì cũng vậy á, là em hay trước khi ăn á là em không cần biết cái nước lèo nó mặn hay là nó lạt, mà em sẽ cho một muỗng nước mắm gừng vô. Cái gì vậy ta? Nó đúng cái bài của nó phải không nào? Cái gì vậy? Nước quá hả? Lao lao lao. Cái khăn giấy nước quá. Khăn giấy ướt mà. Thì nó nước nhiều quá, nó nhỏ nhỏ. Con nói chị. Con ăn đi, ăn thoải mái đi. Con múc miếng con ăn đi. Rồi từ từ con ăn cái đùi đó sao. Thử một miếng coi. Chùm mềm mềm nhỏ nhỏ xíu mà. Ngon quá cả nhà. Kiểm tra sợ mít chưa bật chết luôn. Ngon quá. Phải có miếng ớt này nữa. Để em thử một miếng măng khô thử. Chấm với nước mắm. Ngon quá. Ngon quá. Sao ba bắt con ăn thừa hương? Đâu có ớt này ba để đây mà. Sao ba bắt con ăn đồ thừa? Thấy anh già rồi. Đây, cái em sẽ này không? Em sẽ cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn. Cho anh một cái cục này. Lấy tay đó. Cầm cho nó sướng. Henry ơi, mẹ cho con cái cục này nó dễ ăn nè, nó mềm nè con. Gạt mắm vô. Cái đùi thì mình ăn sao đi. Nè mẹ cho con cục này nè, mẹ sẽ ăn. Việc nó mềm. Mẹ cắn cái miếng da bỏ. Rồi mẹ ăn con miếng da ăn thì mềm nè. Mẹ bỏ đây cho con nha. Ngon quá, ngon quá. Đảo anh mà. Ngon quá. Ăn thêm đi. Ăn được ha. Em ăn cái miếng này á anh. Nó dính một miếng gừng vô á. Đúng là gừng cay và càng cay luôn á. Cái gừng nó cay. Huyết ngon quá. Huyết. 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 Đậm nước luôn anh. Con ăn. Ăn miếng gỏi. Con cho mẹ một miếng bự nè. Ok, cảm ơn con nha. Còn cái giấy của con nào? Ủa, con mới để nè. Em mới bỏ rồi. Anh dắt nước đi để nó nước là anh không chịu. Ai lấy rồi. Cái nước khác. Không, cái đó là để cho nó khô dễ lau tay. Được chưa? Đạo quá. Trời ơi. Ba bị sạc ớt hả anh đi rồi. Ba bị sạc ớt rồi. Nói thấy không? Cắn ớt nó ngon mà nó bị sạc. Nó ngon quá. Nó ba mà ngon ba quá. Cũng không tin. Bây giờ thì ba tin rồi. Con dần nóng nha con muốn ăn. Bữa nay em con mưa hút. Đã hoàn thành được nhiệm vụ. Gà đã hoàn thành. Một bữa cảm ơn như là cà. Ăn xong mình không phải chán được. Ngon quá. Ăn gì vậy không phải chán được. Con múc miếng vô, con múc miếng vô miếng nhỏ rồi đó. Giỏi quá. Hình như giống bà, thích hút nước. Hơi thích xào quá. Con muốn cái này lên ăn rồi. Con muốn được không? Đó. Đó. Mềm mềm luôn. Mẹ nấu cho con mềm mềm á, mà khi ba nấu cho con mềm mềm rồi đó. Ủa? Ủa? Ở đây mày lấy cho gừng á. Cái măng này rất là ngon. Cái kiến gạch đậu hũ của con á. Nhìn nó khô béo vậy chứ mà lúc mà vô nước hả? Nó nở. Nó nở ra nước là nó giòn lắm cả nhà. À, mẹ hỏi Henry nè, hôm nay con ăn con thấy ngon không? Ăn không phải chán được. Ăn không thể chán được hả? Nhưng mà con thấy ngon không?
thấy ngon. Cảm thấy rất là béo. Cảm thấy rất là béo hả? Nên ba nấu cho con á, con cảm ơn cho ba chưa? Chấm mắm ngon quá. Măng ngon ghê. Wow, đã quá nè. Cái nước mắm nó cũng không có mặn lắm á. Nó vừa ăn á, gửi lên cái măng chấm mâm, măng đồ này kia ngon á. Ngon. Em thì sau này em không biết làm sao, nhưng mà hiện tại bây giờ nha, em cảm thấy từ lúc mà hai đứa mà em cưới anh Phương tới giờ, có cũng sẽ có những lúc cãi nhau, nhưng mà giống như bị sao ta, nhiều lúc giống như là mình khi mà vợ chồng cãi nhau thế là em sẽ suy nghĩ là mình lấy lầm chồng. Còn lúc mà anh Phương mà ví dụ như mà chăm sóc đồ này kia cái nó mình lấy đúng chồng, nhiều khi em thấy em khó hiểu thiệt luôn. Em hai mặt như anh thấy con gái nào cũng vậy đó, chứ không phải riêng em đâu. Giống như nhiều lúc thấy vậy đúng không, cái xong nhiều lúc có suy nghĩ lắm, nhiều lúc thấy cũng dễ thương. Mà hồi đó nha, anh Phương cầu hôn em á hả, là hả đỉnh cao luôn á nha. Thôi chắc cái đó em để dành cho anh Phương nói, anh Phương kể. Hả? Cầu hôn không? Ừ. À. Vui lắm cả nhà. Em thiệt luôn, đó giờ không có ai mà cầu hôn kiểu như vậy đâu, em bảo đảm luôn. Cầu hôn mà em không biết cái đó là cầu hôn. Ý là bữa đó là em nói chung là em cũng không có thích mấy cái chuyện cầu hôn á cả nhà. Em nào giờ em cũng ngại đồ á, không có quen. Chứ là bữa đó thì cũng dụ được Như qua nhà chơi rồi. Nó đi Như mới đi dạy về á, em Như ngồi trên ghế bố ngồi nghỉ. Cái thì bữa đó em đã chuẩn bị sẵn rồi. Trước đó em vô BNG á cả nhà. Em lựa một cái nhẫn. Vô đó em cũng không biết nữa, chừng cái chân ráo vô đó lựa thì có nhờ đây chứ nhẫn không không. Có nhờ mấy bạn nữ trong BNG á, chăm sóc khách hàng á, tư vấn cho em. Mà em ngại ở nhà em mắc cỡ. Em nhìn vậy chứ cũng hay mắc cỡ dạo lắm. Cái là về em cũng không biết được hay không, em nghĩ thôi kệ, mình có chân thành đi, nhiều khi ba đồng ý thì sao. Ba kể chuyện chấp nhận này là Như đang nằm nghỉ thì em về đó, bắt đầu em thắp nhang, em lấy nhang em khấn lên bàn thờ Quan Âm Bồ Tát á, nhà em thờ á, với tụi quyền đất tổ của em á. Em kêu là phù hộ cho con là lấy được vợ, bữa nay con cầu hôn có gì phù hộ cho con, ông bà để con có được người vợ con ưng ý đó. Cái là em khấn xong cái là em nói mình Như em lại, em ngồi xuống. Nói chung cũng không có quỳ đâu, nhưng mà em ngồi xuống. Ý là thôi. Ngồi xuống cả nhà, giống như em nằm á, anh Phương ngồi giống như bình thường vậy. Nói chuyện bình thường. Ngồi xuống, tự nhiên ngẩn. Nên anh Phương nói hả? Cái anh Phương đưa em chiếc nhẫn thôi. Em làm vợ anh nha, rồi xong. Cái mà lúc đó nha, em bị đứng hình á nha, tại vì em đang bấm điện thoại. Mà em thì biết tính anh Phương là anh Phương thì hay đốt nhang đồ này kia, em thấy cũng bình thường thôi. Chứ nó không phải là gì tự nhiên, mà thường khi là sẽ đốt buổi sáng hoặc là buổi chiều hay là gì tự nhiên. Buổi đó buổi trưa em đi dạy vậy, cái anh Phương kêu chở qua nhà anh Phương, rước em xong rồi ghé nhà anh Phương, anh nói là ghé đi ăn cơm, anh có nấu cơm. Cái xong tự nhiên cái em thấy ủa sao tự nhiên ông nội em đi đốt nhang, khấn 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 vậy, tự nhiên là kêu đưa nhẫn cho em. Nói thiệt, em nói thiệt, đó giờ em chưa thấy ai mà cầu hôn mà kiểu vậy luôn. Mà lúc đó hai đứa kiểu mắc cỡ á, mà anh Phương cũng ngại, mà em cũng ngại mắc cỡ mà mắc cường. Kiểu như em thì cũng đơn giản hả, nghĩ từ lòng mình xuất phát ra thôi, mình nghĩ sao thì mình làm vậy thôi. Còn em suy nghĩ nó thiệt luôn, em nói trời, thấy người ta được cầu hôn lãng mạn, sao mình cầu hôn của mình nó lạ dữ. Đi lỡ hứng bằng đi đốt nhang, trời ơi, đi cầu hôn mà đi lỡ đốt nhang cầu hôn.
bởi vì Henry á, thế em đeo chiếc nhẫn nè, Henry hay hỏi á, Henry hay mượn á đeo, xong rồi nó hỏi này không được, con đeo nó gớt. Cái anh hay kêu mẹ kể câu chuyện về chiếc nhẫn đi mà em kể nha, em kể nha, anh bắt em kể đi kể lại, cứ đi kể lại cứ nè, mẹ kể con câu chuyện chiếc nhẫn à. Cái xong mấy em kể em nghe cánh con hình cưới á, anh hỏi em sao đám cưới của ba mẹ mà không có con. Sao ba mẹ kỳ rồi không có con đi chụp hình, đám cưới ba mẹ không có con không đi. Henry đang ăn ngon quá, mê say luôn, không thèm nói chuyện luôn. Henry ơi, sao đám cưới ba mẹ mà sao ba mẹ không rủ con chụp hình kỳ vậy ha? Anh đang tập trung đó nha. Vậy là tức là ba Phương hôm nay nấu ngon hơn mẹ Như rồi. Vì mốt em giao cái bếp nút rồi chanh nha. Nói giỡn mà chứ anh. Lâu thì anh Phương nấu thôi. Ngon không? Chưa mẹ đàng hoàng. Anh không ăn thịt nữa. Lấy miếng mới nha. Nhiều lắm. Anh mới hết cục rồi từ. Để lấy miếng mới cho con nha. Ba lấy ba để sẵn đây cho Henry đi, Henry tự đây. Nhưng mà anh phải vắt nước nha cho nó ráo nha. Ok. Trời ơi Henry hôm nay ăn giỏi quá. Nè anh đi nè. Mẹ sẽ, chúc mẹ sẽ dẫn đi nhà banh nha. Henry rất thích chơi nhà banh luôn á. Trong đó cái có mấy cái cát cát á đúng không? Mấy cái hạt hạt đúng không? Mình Như ăn gỏi nè mình Như. Dạ em ngớp tới à. À đã thì được. Rưới nước mắm nè. Rưới nước mắm càng đã vậy. Mình ăn phải sạch sẽ nha con. Giỏi, đúng rồi, chưa miệng cái. Không còn luôn nữa. Sao con? Sao? Đổi lại gì? Đổi cái chai. À. Người ta uống rượu dao bôi, còn này ăn dao bôi. Nó kém tay anh là gì luôn. Rồi ba ăn một tay hả? Rồi ba hiền kỹ năng mà. Cặn chín cái cây giấy nha hả? Ăn thịt bự ra. Cho ăn đi. Xin phép nha. Ba cho em thêm miếng giấy nha. Giấy nè. Của em á. Này, giấy của anh đi nè. Xong của em. Anh giấy kèo nhà, giấy không bao giờ thiếu. Thường khi á là em sẽ nói là anh Phương lấy cho em miếng giấy là em. Còn mà em bữa nay mà em quên nó, cái em nói là ba lấy cho em miếng giấy là anh Phương sẽ tưởng là lấy cho Henry. Ngon quá. Quá đã luôn. À Henry tới rồi. Ồ, Henry giỏi quá. Ba mẹ phải dí theo kịp Henry thôi. À, em quất cho miếng ớt. Nó hành em nãy giờ. Giỏi quá.
cố lên nào. Giỏi luôn. Chắc mẹ hô chắc con há. Trời. Ừ, ba mẹ hô luôn rồi. Chắc mẹ hắn chắc con hắn chắc ba hô. Ba hô rồi. Ba lúc nào cũng thua hết, ba buồn á. Ba mẹ hắn con hắn. Cái dịch này nó không có mở nhiều á. Cái nước của nó cũng không có làm bị ngán rồi. Ừ. Nhiều con á. Da mỏng dánh rồi. Nhiều con mình nấu xong nó nồi nước lèo không? Mở một lớp như vậy. Dịch này chắc vận động nhiều quá. Đúng không? Còn hai chồng mình không có thể dục quá. Tụi mình mở không á. Như giỡn luôn. Ông bà chú thấy rồi, Hân Đi mấy bữa nay Hân Đi rất là giỡn. Cô dùng sạch đi Hân Đi nha. So. Âm thanh nghe rất là kích thích nghe nha. No luôn. Đã quá nhờ. Ba mẹ với Henry hoàn thành xong thử thách rồi. Dở quá, cho em miếng nước nha. Đổ mồ hôi luôn cả nhà. Đổ mồ hôi hộp luôn. Rồi, đưa quá. Cái ly kia đây. Dạ. Đưa ly kia đây. À quên, em có ly nước ở đây. Sorry. Vô. 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 Con có nước. Con ăn xong con sẽ có nước. Chùi miệng ở đây. Cái miệng đó, chùi miệng á. Henry từ từ ăn thôi nha. Ba mẹ nó cũng đợi con á. Trời ơi Henry, Henry hôm nay ăn vậy là giỏi rồi đó. Đó. Qua cả nhà đã quá cả nhà. Đó giỏi chưa? Bây giờ mẹ chào mà cô chú rồi con chào mà cô chú rồi mình ăn tiếp nha. Nha con. Dạ. Giờ bỏ xuống mình chào mà cô chú nè. Rồi để mẹ chào chứ. Trời ơi cái bụng Henry ưỡng trưởng lên luôn. Mình nắm lại vậy nè. Rồi mình chào mà cô chú nha. Video tới đây hôm nay mình xin được kết thúc nha cả nhà. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Đừng quên like, share và đăng ký kênh YouTube cho em Như La Cà nha. Chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn một buổi tối vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên gia đình nha. Hẹn ông bà cô chú anh chị và các bạn vào những clip tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt bà cô chú nha. Rồi Henry chào ông bà cô chú đi. Chào con. Chào ông bà cô chú. Con xin chúc. Chúc ông bà cô chú vui vẻ. Chúc hạnh phúc và gì nữa. Sức khỏe bình an. Sức khỏe bình an. Bye bye.